Xin chào tất cả mọi người, mình là Trọng Lê. Thì sau đây mình xin được biểu diễn một tác phẩm. Chắc là trong đây nếu mà có ai chơi game Liên Minh Huyền Thoại thì sẽ biết tới bài này. Mình xin được biểu diễn tác phẩm đó là Legend Never Die, và có sự hỗ trợ từ bạn Alex Cao.